Nhận định bóng đá Chelsea với MU, 23 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2, vòng 26 ngoại hạng Anh. Chelsea đi tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước MU kể từ tháng 11 năm 2017, khi hai đội đối đầu nhau ở trận đấu tâm điểm vòng 26 ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thomas Tuchel vẫn đang làm xuất sắc công việc của mình ở đội bóng mới Chelsea. Với thành tích 4 thắng 2 hòa trong 6 trận đầu tiên ở ngoại hạng Anh, Tuchel đã đưa Chelsea leo lên vị trí thứ 5 và kém nhóm dự Champions League khoảng cách bằng một trận thắng. Ở vòng đấu thứ 26 này, Tuchel sẽ có lần thứ 2 đụng độ một đội bóng trong nhóm Big Six là Manchester United. Trước đó, ông đã giúp Chelsea hạ gục Tottenham ngay trên sân đối phương và kỳ vọng sẽ lặp lại điều tương tự khi đón tiếp Quỷ Đỏ Thành Man trên sân nhà. Bên phía đối diện, MU của Son Heung-min cũng đang có phong độ cao ở giải ngoại hạng Anh. Chuỗi trận ấn tượng giúp MU lúc này đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và tạo được khoảng cách 6 điểm với nhóm bám đuổi top 4, chính là Chelsea. Mặc dù vậy, chuỗi 17 trận thắng liên tiếp giúp Man City đã bỏ xa MU tới 10 điểm và rõ ràng mục tiêu vô địch là không thực tế với đội chủ sân Old Trafford. Thay vào đó, họ cần giữ chắc một vị trí trong top 4 của mình và chẳng điều gì hoàn hảo hơn nếu như họ có thể đánh bại Chelsea để cắt đuôi đối thủ khó chịu này. Sẽ là một trận đánh lớn của cả đội chủ nhà lẫn những vị khách. Chelsea chắc chắn hướng tới 3 điểm để rút ngắn cách biệt với MU, đồng thời tiếp tục cho cuộc đua top 4. Trong khi đó, một kết quả không thắng rất có thể khiến Quỷ Đỏ đánh mất ngôi nhì bảng, vì thế sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng ở cuộc đối đầu tâm điểm này. Dự đoán Chelsea với MU 2-1.